sinh năm 96, hiện tại em đã 96, em ở Thanh Bình, hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội. Công việc chính là công việc chính là gần như là full time của em, từ 8 giờ sáng đến khoảng tầm 11 giờ. Tại em đang là marketing. Em không nghĩ đến em chưa nghĩ em không nghĩ em chưa phải muốn marketing, thì là em chưa nghĩ ngoài em chưa nghĩ là em chưa phải muốn marketing, mà em nghĩ chỉ là một sẽ phát thuê cho người ta với đồng lương lại em à, với đồng lương thì gọi là một triệu rưỡi một tháng sống ở cái đất Hà Nội. Thì em trả lương trước em là 7 triệu thì mới là đủ để sinh hoạt và trả tiền nhà và sinh hoạt ở với lại một giao lưu với lại anh em ở công ty là cũng chỉ là vừa chứ chưa chưa là để ra được, chưa bao giờ để ra được tiền và em cũng chưa bao giờ cho được. Lương thì nó thấp hơn là nó sẽ sửa em thì thế là công việc của mình quá bấp bênh, không có mình không có data thì bọn em chạy đông đông y thì không có data thì gần như là sẽ là nghỉ phải nghỉ gần như là trên xuống mà. Bây giờ ông mua data thì ông phải bắt buộc phải nghỉ, tại vì ông làm không có kết quả thì ở đâu môi trường cũng vậy, ông làm việc không có kết quả thì ông sẽ phải out. Cho dù tôi không cần biết là ông cố gắng sáng ông dậy mấy giờ như em bình thường là dậy tầm từ 8 rưỡi, 8 giờ 8 rưỡi em bắt đầu là dậy nhưng mà mặt rồi bắt đầu đi làm thì đến một tập cũng như một công nhân như chứ, nhưng mà đến tối về thì mình vẫn phải ke áp bình thường đến một tầm 11, 12 giờ đêm, có không người đa số là 12 giờ đêm đến 1 giờ đêm rồi lương của mình đang thấp mà em không biết là em có thể trụ lại được Hà Nội mới lương hít ở như thế, còn không bằng em, không bằng em gái em ở quê đi làm công nhân tháng không được sữa mà thôi vẫn ăn uống đủ và để ra được tiền tiết kiệm có như em thì chưa chưa để ra được mà. Em nghĩ là sau nếu mà 2 tháng mới được rơi thì có khả năng là em chặt em cũng phải từ bỏ cái môi trường là làm marketing à, môi trường chạy ads công ty để về quê làm được công nhân. Bạn em làm cosplay thì em nên mặc trang phục bạn em sẽ mặc một chủ đề gì về cosplay hoặc là em trang phục em diễn cạnh cái nhân vật bạn em làm thì tôi được không, em đang nghĩ là chủ đề tôi được không thì tôi cũng không được không ạ. Thì em nếu mà sau 2 tháng thì mức lương này thì chắc chắn là em nợ người ta thì em không thể nợ lâu được, thì em có thể
cơ hội